Em anh độ chắc luôn. Độ phanh hơi lốc kê này, độ lên xuống kính chỉnh điện này. Và đây là mẫu xe em đang muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Một mẫu xe Taco Odin 500B đạt đủ những yêu cầu anh em cần thiết. Với tải trọng là 5 tấn, với thùng dài đọt lòng là 4m25. Đây là một phiên bản nửa cuối đời 2016, đã được lên gương cao 2 mảnh. Lên xuống kính thì được chế chỉnh điện rồi. Phanh hơi thì đã chuyển sang phanh hơi lốc kê, cũng là độ lên luôn anh em ạ. Và đăng kiểm hiện tại của mẫu xe này còn tới tháng 12 năm 2024. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả video review chi tiết và review 2 phút cùng mẫu xe tải 500B đời 2016 cùng em chọn xe đẹp nha. 8C28528 Taco Odin 500B đời 2016. Một mẫu xe đủ đồ sẵn dùng cho anh em, cam kết được anh em những cái vấn đề đó xe không lỗi đâm va. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến chi tiết hơn về tổng thành những cái thông tin về xe. Trước tiên là những cái phần mác kính nhá. Đây, trước tiên đó là những cái phần mác kính đây. Thì cái mẫu xe này do ở vị trí kính chắn gió thì đá văng vào thì đã thay kính rồi, thì nó sẽ có cái vẫn có mác kính là kính hãng nhá. Với cái mác kính ở đây đó là 2017i, được chưa ạ? Đó. Còn tất cả những cái mác kính xung quanh bên cạnh thì đều còn nguyên bản là đời 2016. Về vị trí các vị trí cột đây, toàn bộ các vị trí cột nguyên bản nhé. Đấy, cột treo nguyên bản này, cam kết là không đâm va nhé. Đăng kiểm hiện tại thì còn tới ngày 17 tháng 12 năm 2024. Một mẫu xe tải nửa cuối đời 2016 thì nguyên bản theo xe thì đã được lên cái hệ thống là gương cao 2 mảnh rồi. Còn kính chỉnh điện ấy, thì phải cuối đời 2017 thì mới có kính chỉnh điện. Nhưng mà đối với cái mẫu xe này thì người ta cũng đã có chuyển đổi độ chế lên để giúp thuận lợi hơn trong việc di chuyển và trong công việc hoạt động. Lái xe hàng ngày thì đã chuyển sang đó là chế lên kính chỉnh điện rồi. Bây giờ sẽ di chuyển vào vị trí bên trong đây. Thì ở đây thì có những cái mã kính đây. Ở đây là 2016 nhé, thì cũng sẽ có những cái mã 2016 như này, được chưa? Đây. Sẽ có cái mã 2016 như này, đây hơi mờ nhá. Đây, được chưa? Đó, ok. Mở phần kính cửa ra này. Đây, ngày xưa thời điểm nguyên bản của nó ấy, thì cái phần lên xuống kính ấy, thì sẽ để là ở đúng vị trí này luôn. Ở đây thì người ta có tháo ra và đây chế một cái loa nhỏ nhỏ ở đây rồi. Đấy, có chế thêm một cái loa nhỏ ở đây, được chưa? Và khoan cái xuống kính ở đây. Đó. Còn nguyên bản của nó thì sẽ không có nhá. Đời 2016 sẽ không có lên xuống chỉnh điện, được chưa? Ok, di chuyển vào bên trong nội thất thì xem nó có gì. Với nội thất là ghế bọc da và trần cũng bọc da rồi. Em sẽ chuyển sang một góc rộng hơn để chúng ta sẽ theo dõi nhá. Với nội thất là ghế bọc da và trần thì cũng đã được bọc da rồi. Đấy. Ở đây thì cũng có độ thêm, là độ thêm phanh hơi lốc kê ở đây. Nguyên bản thời điểm trước thì đó là phanh tay thôi. Cũng là phanh hơi nhưng phanh tay nhá, chưa được lên lốc kê. Đây thì đã được độ thêm phanh hơi lốc kê rồi. Chi phí nó sẽ mất khoảng tầm 3 đến 4 triệu gì đó. Ở chuyển đổi từ phanh hơi dùng phanh tay sang phanh lốc kê anh em nhé, được chưa? Ok. Và ở trên cái phần táp lô thì khá cơ bản thôi, rất là cơ bản, được chưa? Với đài FM thì đây là lắp mới nhá, cái bộ đài này thì lắp mới, mới tinh luôn. Bộ đài lắp mới này, toàn bộ những cái phần trung tâm giải trí điều hòa thì theo xe, có phần bọc vô lăng thôi, có trang bị thêm một cái bọc vô lăng nữa. Đấy, còn lại toàn bộ những cái phần như kiểu táp lô, táp ly thì đều nguyên bản hết, được chưa anh em? Và ở đây thì cái mẫu xe này thì cũng đã có trang bị thêm một cái khóa khiển ở đây rồi. Đã có trang bị thêm một khóa khiển nhá. Đó. Ok, đây là vị trí lên xuống kính ở bên lái đây. Đó. Ok nhá. Và đó là chia sẻ về toàn bộ phần nội thất của cái mẫu xe tải Taco Odin 500B là 2016. Tiếp đến thì em sẽ chia sẻ cho anh em về phần thùng bệ, phần gầm sàn của mẫu xe này nhá. Đến với phần thùng bệ thì chúng ta có gì? Với kích thước thùng dài đọt lòng là 4m25, thùng mở 5 bừng. Lên xuống hàng dễ dàng hơn. Hiện tại thì đây, chúng ta sẽ kiểm tra ở phía phần diềm thùng đây. Hiện tại phần diềm thùng về phần sơn thì có sơn tỉa toát một chút ở những cái phần đuôi ốc này. Đấy, sẽ có tỉa toát một chút ở những cái phần này. Được chưa? Đấy, phần dưới không thể tránh khỏi. Còn tổng thành phần trên thì phần tôn nó còn đẹp nhá. Phần tôn còn đều đẹp. Đó. Tôn đều đẹp, được chưa? Tiếp theo này. Đến phần gầm thì chúng ta có cái gì? Với toàn bộ phần sàn sóng này. Đấy, nó có tương đối là phẳng nhé. Nó không phải là phẳng đét nhưng mà vẫn tương đối phẳng, hơi
hơi gồ ghề một tí ở phía mép đầu này thôi. Đấy, đấy, tương đối phẳng và đẹp. Hệ thống sắt xi đôi và nhíp hai tầng. Đấy, sắt xi đôi nhíp hai tầng được chưa ạ? Đây, sàn sóng phẳng nhá. Đây, góc nhìn này chúng ta có thể nhìn thấy rõ toàn bộ không gian của cái phần sàn. Đấy, toàn bộ không gian của phần sàn nhé. Đó, đây. Em thấy chưa? Rất chi tiết cho anh em luôn. Chưa? Ok. Ở đây thì những cái vị trí ốc này, vàng ươm lên xe này, chấm sơn mài còn nguyên này. Đó. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng đến với cả dàn lốp. Thì sử dụng chung dàn lốp 700-16. Với dàn lốp còn tương đối là đẹp nhé. Đây. Với dàn lốp còn tương đối là đẹp. Đó. Ok. Và bây giờ thì em sẽ mở cái bừng này ra. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra về phần sàn bên trong của mẫu xe này nhá. Di chuyển vào phần sàn bên trong thì chúng ta có gì? Với phần sàn bên trên đó là một lớp sàn tôn tương đối là dày dặn. Bên dưới lớp sàn tôn là một lớp sàn sóng của anh em nhé. Hiện tại đang có hai lớp sàn. Toàn bộ phần khung thùng nguyên bản này. Đấy. Khung thùng nguyên bản. Vuông vắn. Đẹp. Đây. Sàn nhá. Đây sàn tôn nên là qua thời gian dụng thì sẽ bị xước xát và han gỉ một chút phần bề mặt thì không tránh khỏi rồi. Đấy, quan trọng nhất là nó bảo vệ được cái lớp sàn sóng bên dưới. Kích thước thùng dài đầu đồng là 4m25 anh em nhé. Rộng 1m9. Yeah. Ok, và đó là chia sẻ về phần sàn của cái mẫu xe này. Và vừa rồi đó là video chia sẻ rất là chi tiết và cụ thể cho mẫu xe 500B đời 2016 này. Anh em mà đang quan tâm tới cái mẫu xe này thì kết nối ngay cho em qua những số hotline được hiển thị trên màn hình. Đó chính là 0975-180-777 và 0981-188-765. Em được chỉ ở phố Gia Khánh, thị trấn Long Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Anh em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì hãy kết nối ngay với em nha. Và chia sẻ về cái mức giá của mẫu xe này. 500B đời 2016, tải trọng 5 tấn, thùng dài đầu đồng 4m25. Gương cao 2 mảnh, lên xuống chương trình điện, đã được độ phanh hơi ok, xe nguyên bản cam kết không đâm va. Và mức giá dành cho mẫu xe này đó là 250 triệu đồng. Và mức giá có thương lượng khi anh em lên xem xe trực tiếp với em Trọng nha.